theo dõi trận đấu trong khổ giải bóng đá danh nhân Lai CDB 2015 vòng đấu thứ 6 giữa hai đội bóng danh nhân Chu Đê và Quốc Hưng. Đội danh nhân Chu Đê ra sân trong trang phục áo trắng quần trắng tất đỏ, đội Quốc Hưng ra sân trong trang phục áo xanh quần xanh tất xanh. Đội trọng tài điều khiển trận đấu gồm có trọng tài thứ nhất Võ Hoài Thương, trọng tài thứ hai Quỳnh Thị Yến Nhi. Dũng ơi! Thở đi! Thở đi!
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thôi, di chuyển đi. Hôm nay, đại cát,
nào nữa chứ. Xin nhắc lại mời anh Phú đội 5B.
Làm chủ một trộn người giống cột luôn. Đúng như cột luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe
Thank you.